công tắc cửa này. Cái công tắc cửa này thì ở máy cửa ngang cũng có, cửa đứng cũng có. Trước hết là cái chức năng của cái con này, chức là giúp cho vi xử lý theo dõi cửa đã đóng chưa, khi máy chạy. Thế thì cái cửa này thì máy cửa ngang cũng có, cửa đứng cũng có, nhưng cửa ngang thì nó yêu cầu quan trọng hơn. Bởi vì chúng ta biết rằng là máy cửa ngang thì khi mà nước nó vào thì cái mực nước nó có thể là trên cái cửa. Cho nên là cái công tắc này mà giả sử mà chúng ta đem đấu tắc chẳng hạn, thì chúng ta mở cửa ra có thể máy nó vẫn cho chạy chẳng hạn. Nó vẫn cho máy chạy thì lúc đó là nước nó tràn ra nhà mất. Thế còn cái cửa trên thì thường thường là nó chỉ yêu cầu đa số các máy là nó yêu cầu đến chế độ vắt ấy, thì nó mới mới quan trọng, nó mới cần khóa lại. Thế còn nhiều nhiều máy là ở chế độ giặt, chúng ta vẫn có thể mở ra được. Tức là nó đang giặt này, chúng ta vẫn mở ra cho thêm quần áo vào được. Nhưng mà một số máy nó cũng không cho. Một số máy ví dụ như là Panasonic mà mở ra một cái là nó báo lỗi luôn. Thế còn đặc biệt là cái anh Toshiba thì kể cả giặt hay vắt là anh cũng khóa luôn vào, không cho mở ra. Thế còn ví dụ như là hình như là Aqua sao đấy, là trong quá trình mà chúng ta giặt nó chưa đến lúc vắt thì chúng ta có thể mở ra thêm quần áo vào được. Đấy thì cái công tắc này thì nó tùy từng máy nó thiết kế. Về cơ bản thì nó có một là 3 giây hay là 4 giây. Đây tôi mở luôn cái này chúng ta phân tích. Ví dụ như ở đây là máy riêng cái công tắc của Elec này lại cũng lại phức tạp nhất, tí phân tích sau. Anh Elec là cái gì anh cũng phức tạp, anh gì cái gì anh cũng độc đáo. Công tắc của LG là đơn giản nhất. Đây ví dụ như đây cái công tắc cửa của LG. Đấy. Thì cái công tắc này nó có 3 chân. Nó có 3 chân. Thì bên trong cái công tắc này nó có một cái đây nó cái công tắc nó cứ bập bênh ấy, đại khái là như vậy. Bên dưới cái chỗ này, dưới cái chỗ đồng này nó có một cái con trở nhiệt. Trở nhiệt. Khi mà cái trở nhiệt nó được cung cấp điện 220V thì nó sẽ làm một cái thanh kim loại nó lóng nó giãn ra, và khi đó là cái công tắc này nó cứ bập bênh, tức là nóng quá thì nó bập xuống, mà đến lúc nguội thì nó bênh lên, ta hiểu nó như vậy. Và ở đầu cái công tắc này nó gắn một cái chốt, gắn một cái chốt hãm. Thế khi mà công tắc nó bập vào, tức là nó tiếp xúc, nó ở trạng thái tiếp xúc thì cái chốt này nó sẽ khóa, nó không cho chúng ta mở cửa ra. Đấy thì cái công tắc này đơn giản như vậy thôi. Có gì thì nếu khi nó hỏng thì chủ yếu là do cái công tắc này nó lỗi tiếp xúc. Nó lỗi tiếp xúc. Hai là cái con trở nhiệt này nó bị cháy thì nó không làm cho cái công tắc này nó bập bênh được. Hoặc cái công tắc này lỗi tiếp xúc. Đấy, cái công tắc của LG là đơn giản mà lại bền. Nhưng cái nhược điểm của cái LG là như này. Nhược điểm của LG là ví dụ như là máy đang giặt đúng không? Mà bị mất điện thì là sau 1 phút là chúng ta vẫn lấy tay ta mở được cửa ra. Thì lúc đó là ví dụ như chúng ta vô tình chúng ta mở cửa ra mà máy nó lại đang cấp nước đầy thì nước nó tràn ra nhà mất. Đấy là cái nhược điểm. Thế còn anh Elec thì là anh đã đóng vào bằng điện nhưng mà mở ra cũng phải bằng điện. Thế cho nên là đang giặt mà máy Elec, tí tôi nói về Elec sau, thì đang giặt mà mất điện là chúng ta không mở được cửa. Thế còn LG này đang giặt mà mất điện
thì vẫn mở được cửa, cho nên là có thể nước nó bị tràn ra nhà đấy, nó khác nhau ở chỗ đấy. Về cái mạch điều khiển đây, nó mạch nó đơn giản như này thôi. Đây mạch điều khiển nó như này, khi mà chúng ta bấm start một cái thì thông thường là máy nó sẽ ra lệnh đóng chốt cửa ngay. Đây là máy cửa ngang, thì cái lệnh nó ra từ vi xử lý, nó sẽ có 5V và nó điều khiển cho con Q4 này dẫn. Q4 này điều khiển một cái relay X131 này đóng, cấp điện AC ra ra đây, và trên cái công tắc này nó có cái con trở nhiệt, đây là con trở nhiệt. Và khi đó con trở nhiệt nó được cấp 220V và nó làm cho cái thanh kim loại này nó giãn ra và nó đẩy để nó tiếp xúc vào đây. Ở đầu cái chốt cửa này nó có một cái đầu cái công tắc này, nó có một cái chốt. Khi công tắc này tiếp xúc thì cái chốt này nó cũng chèn vào cái khoảng trống này để cho chúng ta không thể mở cửa. Sau khi công tắc này tiếp xúc thì trên cái đường cái chân giữa này thường là cái dây màu tức là cái dây AC chung, nó là ACN đấy. Sau khi nó đi qua công tắc thì cái đường này nó thường cấp cho van cấp, rồi bơm xả, rồi một số máy nó cấp cho cả cái điện trở nhiệt để giặt nước nóng ấy. Sau khi cái chân này nó được cấp điện, cung cấp cái dây chung cho van cấp bơm xả, thì đồng thời nó đi qua một cái mạch này, nó tạo ra một cái xung báo về vi xử lý này. Thì cái mạch này chúng ta hình dung nó như cái mạch ACDS ấy, như mạch ACDS ấy, nó tạo ra cái xung 50 Hz báo vào đây, và vi xử lý phải nhận được cái xung này thì hiểu rằng là cửa đã được khóa. Thế còn nếu mà vi xử lý mà không nhận được cái xung này thì máy nó báo lỗi. Đấy, nó báo lỗi DE, ví dụ như là máy LG này nó báo lỗi DE. Thế thì cái công tắc cửa này thì nó có hai mấy cái bệnh như này. Một là hỏng công tắc. Hỏng công tắc thì thường là nó do cái công tắc này nó không tiếp xúc, đa số là do công tắc này không tiếp xúc. Hai là nó mất điện cấp cho cái công tắc, thì chúng ta phải kiểm tra cái mạch này. Khi đó chúng ta đóng cửa và chúng ta bấm start, chúng ta thấy nó báo lỗi DE, thì chúng ta thấy là công tắc này nó không đóng, thì kẹp cái bóng đèn vào đây chúng ta thấy nó không sáng. Lúc đó chúng ta kiểm tra cái relay này và đèn Q4 này chẳng hạn. Thế còn trường hợp mà công tắc nó có đóng rồi, nó khóa cửa lại rồi mà chúng ta không mở được ra nhưng mà nó vẫn cứ báo lỗi, thì một là do cái công tắc này nó lỗi tiếp xúc, hai là nó do chết cái con photo quang của đường hồi tiếp. Đấy thì là đấy là máy LG thì công tắc nó như vậy. Máy Samsung thì công tắc giống LG. LG cửa ngang vừa đi có loại 4 giây này thế ạ. 4 giây à? 4 giây chắc là nó tách cái đường kia riêng ra thôi. Đây mới toàn 4 giây hết. 4 giây tức là nó tách cái đường này riêng, tức là nó không, cái đường công tắc này nó riêng này, cái đường cấp cho con trở này riêng này. Đây cái công tắc của Samsung nó như hệt cái của LG. Nguyên tắc hoạt động nó như hệt cái LG. Có cái anh công tắc của Tô này là phức tạp hơn tí này. Mặc dù là cửa đứng nhưng lại hơi phức tạp.
Đây, công tắc cửa của thằng Tô là như này. Đối với máy Tô cũng thế, khi mà chúng ta bấm start cái là nó sẽ ra lệnh nó đóng cái chốt cửa này lại để cho chúng ta không mở được cửa ra. Thì cái lệnh nó ra từ vi xử lý này, nó điều khiển con đèn này dẫn thì điều khiển con này nó chính là cái con photo check. Con này thì dẫn thì nó cấp điện pha C vào cái công tắc này. Thì trong công tắc này nó có một cái motor. Motor nó chạy điện, thực ra là điện AC này, nhưng nó còn đi qua một con trở cấp điện cho cái motor này. Và khi motor này quay thì đẩy cái chốt này ra ngoài. Và khi cái chốt này nó đẩy ra đến cái nút cái vị trí ngoài cùng thì nó có một cái mấu này nó đóng cái công tắc này. Và khi công tắc này đóng thì nó sẽ nối cái điện AC chung này qua công tắc này quay về đây. Thì cái công tắc này chủ yếu là nó báo về vi xử lý để cho vi xử lý biết là chốt cửa đã được khóa. Thì cái mạch báo về này nó chính là cái mạch nó giống như cái mạch ACDS ấy. Giống y như cái mạch ACDS ấy. Cũng có trở hàn dòng, cũng có photo quang. Con diode này là để nó chặn cái pha âm này, nó chỉ cho pha dương đi qua. Như vậy ở đây chân 4 này nó sẽ thu được cái tín hiệu 50Hz báo vào đây. Đấy. Thì ở trên máy Toshiba thì nó có cái bệnh như này. Khi mà chúng ta bấm start, một là chúng ta không thấy chốt cửa nó đóng, thì sau đó nó sẽ báo lỗi E23, E2 gạch ngang 3. Thì nếu mà chốt cửa không đóng thì một là do hỏng photo check, hai là do chết motor ở trên cái chốt cửa này. Cái bệnh thứ hai đó là khi bấm start một cái thì ta thấy cái chốt cửa này nó cứ ra vào 5 lần, sau đó nó báo lỗi E23. Thì cái bệnh này là một là do cái chốt này này, một là do cái công tắc này này nó lỗi tiếp xúc, hai là do chết cái mạch hồi tiếp này. Chết mạch hồi tiếp này có thể đứt trở, có thể hỏng photo quang. Đấy. Có thể đứt một trong những cái con trở này, có thể chết photo quang. Đấy. Thì bệnh đó là khi mà chúng ta bấm start thì cái chốt này nó có ra vào 5 lần, sau đó nó báo lỗi E23. Bệnh thứ ba là chúng ta vừa mới bật nguồn thôi, nó đã ra vào 5 lần rồi. Chốt cửa này này đã ra vào 5 lần rồi. Cứ bật nguồn lên một cái là cái chốt này nó cứ ra vào, tức là chưa chưa bấm start ấy. Sau đó chốt này cứ ra vào 5 lần và sau đó nó báo lỗi. Thì cái bệnh thứ ba này là hay gặp nhất. Nguyên nhân chính là nó do chập cái công tắc này này. Nó dò cái công tắc này. Thì chúng ta hình dung được cái chốt cửa của Toshiba, nếu mà đồng chí nào mà tháo ra thì cái công tắc này nó gắn trên một cái đế nhựa, và hai cái chân công tắc này thì nó cách nhau tầm độ khoảng chưa đến 1 mm, khoảng 1 mm. Đấy. Và cái công tắc này thì luôn luôn ẩm ướt, mà điện ở hai đầu công tắc này này, cái lúc mà công tắc này nó chưa tiếp xúc ấy, thì điện ở hai đầu công tắc này nó là 220V, cho nên là nó bắt đầu nó bị dò điện sang nhau. Và lúc nào chúng ta nhìn cái công tắc này cũ, chúng ta mở ra 100 cái công tắc này thì đều 100 cái nó cứ thấy nó rỉ xanh nè đây này. Thì nó dò điện ở cái chân công tắc này này. Thế cho nên là thợ là anh em cứ thay cái công tắc này sau được khoảng 1 năm nó lại chết. Thì đồng chí nào mà khắc phục được cái bệnh dò từ hai cái chân công tắc này sang nhau này, đấy là nó sẽ được này, được lâu dài này. Nó hay chết được cái bệnh này nhá, nó cứ dò hai chân công tắc này sang nhau này. Đấy. Thì bây giờ làm nào để cho nó tách được nó ra, nó không bị dò điện sang nhau nữa là nó ok, là nó hết bệnh này. Sấy này. Sấy nó chỉ được 2 hôm là nó lại bị.
con Cắt thua. bỏ trên chỗ luôn. Đấy nó chỉ được ít hôm ít ngày thôi. Sấy nó chỉ được 2 hôm thôi. Em cắt hay bị chỗ được không ta, cắt đường chỗ được mà. Lại một lần ấy. Em dò ra thì vào dò vào tận cái chân rác nó cắm ở ở ở bên ấy thì nó cũng bị mo ve ở đấy, nó xử lý từ hôm Đúng em rồi. hàn sỏi được tầm độ 3 năm rồi không 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 thấy người ta gọi nữa. Chân rác này à? Cái chân rác nó ra đến tận nó cắm về phía tận À, về phía bên này. vâng bên ấy nó cũng bị oxy hóa ở đấy, mình xử lý tốt hoặc là mình bỏ ra mình hàn trực tiếp vào thì nó cũng đỡ hơn. Thầy đấu cái dây đen về mát nó có đóng lại không thầy? Đấu dây đen về mát á. Dạ. Nó khỏi bao lỗi này. Đấu dây đen vào mát không? Đấu dây đen vào mát thì làm sao được em? Cái thằng này nó lại thế này cơ. Tức là ví dụ như là mình đấu cái công tắc này chẳng hạn, đấu 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 tắt cái công tắc này để nó có hồi tiếp chẳng hạn, thì nó lại bảo là tôi đã đưa lệnh ra đâu mà đã đưa hồi tiếp về, nó cũng báo lỗi nhá. Đấy, cho nên là có anh thì thiết kế chế bằng cái gì, chế bằng cái động cơ của cái con ấy, động cơ con ở cái lò vi sóng. Ừ. Cái này nó bê hơn. Thế còn nếu mà không thì chúng ta chế như này này, chế như này được này, lấy cái công tắc từ ấy, công tắc từ bằng cơ ấy. Chúng ta công tắc từ thì nó nằm ở trong cái thủy tinh, nó giống như cái cầu chì ấy, nó trong suốt thì cái thủy tinh đấy nó chịu được nước đúng không? Thì mình câu một dây vào đây, một câu vào đây và để cái vị trí công tắc từ nó nằm ở chỗ này này, sau cái mấu này này, đúng cái mấu này này, mình dán một cái lăm châm, miếng lăm châm bên cạnh cái mấu này này, cái lăm châm mà mình lấy từ cái mắt đọc của cái đầu đĩa, cái mắt đọc đầu đĩa nó vứt đi ấy. Nó chết rồi đấy. Mình tháo ra, mình lấy cái miếng lăm châm nó bằng nửa cái hạt đỗ, mình dán nó vào đây này. Đấy, đến khi mà cái lăm châm nó gần cái công tắc từ là cái công tắc từ nó hút. Đấy, làm thế cũng được. Thế còn cái này mà thay mới thì nó cũng chỉ được một năm là nó lại bị, bởi vì là cái công tắc này lúc nào nó ướt nhơn nhét ấy. Cho nên là chỉ được một năm là nó lại bị. Nó bị loại đi thợ kiếm tiền này. À. Không, nó chuyện vô. Có thể học nhanh thì có việc làm. Để nó hư để mà kiếm tiền được thầy. Vâng. Nói chung là nó hỏng vừa phải, nó hỏng liên tục thì mình giả sử thay người quen cũng ngại. Yeah. Mắt còn em chỉ phải cái mùng bảo hành một tên gần một năm. Đây thế còn mắt. Đây là cái công tắc của Electrolux nhá. Công tắc của Electrolux là làm cầu kỳ nhất. Bây giờ mấy cái Electrolux nó toàn công tắc kiểu này thôi. Thì chúng ta thấy là ở trên cái công tắc này nó có một cái lăm châm điện. Cái này nó là lăm châm điện này. Đấy. Và cái cuộn dây này chúng ta lưu ý là cái cuộn dây này nó không cấp điện vào liên tục đâu. Mà nó chỉ cấp điện vào có nửa giây thôi. Có nửa giây đến 1/3 giây thôi. Khi mà chúng ta cấp điện vào trong 1/3 giây đó thì cái thanh sắt này này, cái lõi thép này này, nó thụt vào bên trong cái cuộn dây này và nó tạo ra cái lực hút khá là mạnh, nó kéo cái công tắc này, thì cái công tắc này nó đang từ trạng thái đóng thì nó mở, ngược lại đang từ trạng thái mở thì nó đóng. Chúng ta hình dung là nó cái cơ chế nó hoạt động nó như cái bút bi ấy. Bấm vào cái thì nó lại đóng vào, bấm tiếp cái nữa thì nó lại mở ra như cái bút bi ấy. Thế từ cái công tắc này, từ cái đóng nhả cái chỗ này nó truyền ra đây thì cái chỗ thanh đồng này nó có một cái tiếp điểm, đồng thời cái chỗ lâu lâu này này chính là cái chốt đấy, thì cái công tắc này là cái mà
ở một cái đời công tắc mà nó có bốn chân, bốn chân thì chúng ta chú ý cái chỗ này, đời công tắc có bốn chân ấy, thì bên trong cái công tắc này nó có một, tức là nối tiếp với cuộn dây này nó có một cái con trở khử từ. Anh em mà sửa tivi thì biết con trở khử từ đúng đấy, con trở khử từ nó lấy cái ruột của cái con trở khử từ thôi, nó gọi là cái con PTC, nó nối tiếp với cuộn dây này. Thế thì về nguyên tắc thì con trở đó khi mà nguội ấy, là nó chỉ có 10 ôm thôi. Thế thì nó cấp điện vào cuộn dây này, nó đi qua con trở đó thì lúc đầu là nó có 10 ôm, cho nên là cái dòng điện nó đi qua con cuộn dây nó rất là mạnh, nhưng mà nó chỉ đi qua trong vòng có nửa giây xong nó ngắt, nửa giây đến 1 giây nó ngắt, và cái con trở đó nó tăng lên 50k. Đấy, thì sau khi nó tăng lên 50k rồi thì cái dòng đi qua cuộn dây này nó sẽ rất nhỏ. Đấy. Thế còn cái đời 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 công tắc này này, nó có ba chân này này, thì nó lại không có cái con trở khử từ đó, tức là không có con PTC đó, mà anh cấp điện liên tục vào cuộn dây này cái là nó cháy ngay lập tức. Cho nên là cái đời máy mà nó có ba chân này này thì cái mạch điều khiển đấy là cái con chiếc nó chỉ mở có 1/3 giây thôi. Đấy, chúng ta nhớ cái này. Đấy, nhiều anh không biết là thấy cái con chiếc nó chết, hoặc là nhiều anh lại tưởng là cái con chiếc này nó chết đứt mới thử đấu tắt để cho công tắc nó làm việc. Thế là thử đấu tắt một cái là cái công tắc này nếu như nó chưa chết thì nó sẽ bốc khói. Thứ hai là nhiều khi cái công tắc này nó đang bị cháy cuộn dây sẵn rồi là nó do nó chập con chiếc. Thế anh nào mà không biết mà anh ấy không kiểm tra chiếc mà anh ấy đi đấu cái công tắc mới vào cái là cũng bốc khói luôn. Thì cái công tắc cửa của con Electrolux này nó bị kẹt, mình có khắc phục sửa đâu không thầy? Thì cái này thì đầu tiên là phải rút cái dây này để cho nó rời ra đã, sau đó là mình mở nó ra như này xem nó kẹt lý do vì sao nó lại kẹt. Nên đây nó tạo ra cho mình cái dây này này, nó thò dưới này, cái dây đỏ đỏ này này, thì cái dây này chúng ta chỉ cần tháo cái lắp đậy đằng sau máy ấy, là chúng ta nhìn thấy cái dây đỏ đỏ này, chúng ta rút nó xuống là chúng ta mở cửa ra được. Sau đó chúng ta phải tháo ra xem nguyên nhân tại sao nó kẹt để xử lý. Thầy cho em hỏi tiếp. Vâng. Cái con máy Toshiba AVK 8450SV thầy. Nó cứ chạy ví dụ giặt chương trình là nó giặt hết chương trình xong đến lúc vắt là nó vắt xong. Sau khi khởi động lên là chọn chế độ vắt thì nó cứ đứng im, nó nhấp nháy cái đèn vắt ấy. Khoảng 10 phút ấy, nó kéo xả xong nó cứ đứng im là sao thầy? Toshiba. Nó không báo lỗi gì ạ. Nó cứ đứng im cái nhấp nháy cái đèn vắt ấy thôi. Giặt thì giặt được rồi. Vâng, giặt nếu mà để giặt hết chu trình thì nó vẫn giặt vắt bình thường. Nhưng mà vắt luôn thì không chạy. Vâng, vắt luôn là nó kéo xả xong là nó cứ nhấp nháy cái đèn vắt nó đứng khoảng 10 phút không báo lỗi gì ạ. Bảy đấy trước có đồng chí nào làm rồi nhỉ? Chia sẻ cái nguyên nhân gì quên mất rồi. Hình như nó ở trên cái đường vẫn là phao hay sao? Vẫn là lỗi cái Anh kiểm đường tra phao. lại phao đi anh ạ. Nhiều khi nó báo về chưa hết nước ấy. Đúng rồi, phao nó sai tần số. Phao nó sai tần số. Nó không chết mà nó sai tần số. Nó không chết không hỏng phao đâu nhưng mà nó kiểu sai sai kiểu gì ấy. Nếu mà để cấp nước đầy á, xong thì tút điện ra, xong một đến 5 phút sau ghim điện lại bấm vắt thì nó xả hết nước, xong nó cứ lại đứng im nhấp nháy ở cái chu trình vắt đấy. Nếu mà anh giặt auto nó vẫn xả vẫn hết chu trình cho anh nhưng mà vắt không 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 nó không vẫn đứng im. Đúng rồi, cái con đấy là bị phao đấy. Thế là Đây do tôi giải phao thích ạ. và tôi giải thích về cái nguyên lý của cái mạch điều khiển chốt cửa trên máy Elec này. Thì thực ra là cái mạch nó cũng
giống như cái mạch của LG kia thôi, nhưng mà nó khác cái hoạt động như này. Khi mà chúng ta bật start thì vi xử lý nó đưa ra cái lệnh điều khiển chốt cửa này, nó không đưa ra áp một chiều mà nó đưa ra cái dạng xung. Nó phát ra cái xung này có 1/3 giây thôi. Nó phát ra lần thứ nhất để cho cái con này mở thì nó mở cái con check này. Và con check này mở thì nó cấp điện ra cái 500 điện này trong vòng có 1/3 giây thôi. Đấy. Nếu như mà khi nó được cấp điện 1/3 giây thì nó làm nó xoạch một cái. Nếu như cái công tắc này mà nó đóng được thì nó sẽ có cái đường này báo vào đây. Đường này điện nó đi qua công tắc nó báo vào đây. Và nó đi qua cái cầu phân áp này này, nó báo về vi xử lý này. Vi xử lý nhận được cái tín hiệu này thì hiểu rằng là cái chốt cửa này đã được khóa. Nếu nó không nhận được cái tín hiệu này về thì thằng này nó cứ sau được khoảng tầm được khoảng 2 giây. 2 giây đến 3 giây nó lại phát ra một cái xung thứ hai. Nó lại xoạch một cái. Nó không nhận được thì nó phát ra xung thứ ba. Nó phát ra sau 3 lần mà nó không nhận được cái tín hiệu hồi tiếp này thì nó báo lỗi. Đấy. Thế cho nên là khi sửa cái máy giặt Elec này mà thấy nó một là nó không có tín hiệu đóng cửa thì chúng ta kẹp cái bóng đèn vào hai cái dây này. Giữa dây vàng với dây đỏ, dây công tắc cửa này. Đấy, chúng ta bấm start. Nếu cái bóng đèn này nó chớp sáng 3 lần. Chớp sáng 3 lần thì ta bảo cái mạch điều khiển này tốt. Đấy, lúc này chúng ta kiểm tra công tắc cửa này nó có cháy cuộn dây này không. Cháy thì ta thay. Thế còn cái bóng đèn này nó không sáng hay là nó sáng liên tục thì nó đang chết cái mạch này. Không sáng thì một trong hai con này chết đứt. Chết ở dạng đứt. Còn nó sáng liên tục là một trong hai con này nó chết ở dạng chập. Đấy. Thế nếu như hai con này, một trong hai con này chết ở dạng chập mà chúng ta không biết, mà chúng ta đấu cái công tắc cửa mới vào cái là đi luôn công tắc. Đấy, riêng công tắc này nó thế. Nó cứ chớp, chớp, chớp 3 lần. Thầy ơi. Rồi. Cái sơ độ của nó vậy, nó cái chỗ con đèn nó không có con đi ót thoát xung đó thầy. Rồi cái pha anh lợ nó chạy vào vi xử lý nó ảnh hưởng không thầy? Chói con đèn với con vi xử lý đó thầy, nó không có đi ót thoát xung đó thầy. Con này cái đường chỗ này là 5V đấy, nó thống vào 5V đấy. ACL này này. Nếu mà con đèn đó nó bị chập thì thầy là cái đường ACL nó không chạy về được hả? Đèn này chập thì con này nó mở liên tục. Mở luôn. Nó mở luôn chứ nó không chạy về được hả? Nó không chạy được thì bị xử lý được. Không. Nó mở liên tục. Ủa T1 chia gỡ thông ngọt hả? T1, T2. T1, T2 gì nữa. T2 là mở cho nên là cái anh Elec này đó. Anh Elec này thì nó thiết kế theo cái kiểu này, là cái điều khiển trực tiếp. Cho nên anh này mà trong trường hợp mà cái con check nó chập giữa T2 với chân này này, với G, thì có thể nó làm chết cả đèn này. Mà lại đèn này mà lại chết theo kiểu là C chập sang B thì có thể đi cả vi xử lý. Dạ đúng đó thầy, em hỏi cái chơi nó chập sang B á, nó không mắc gì ót thoát xung chỗ đó hả ta? Đấy. B chập sang C đúng không? B chập sang C là đi vi xử lý đấy. Con này nó hình như là không có. Có thì tôi đã vẽ vào trong này. Đấy, cho nên là cái thằng Elec là 1 này, thằng Aqua là 2 này. Là hai cái thằng nó vẫn cứ sử dụng cái mạch kiểu này, điều khiển trực tiếp. Thế còn các máy khác bây giờ là nó đi qua photo quang rồi. Ví dụ như là LG nó cũng điều khiển qua photo quang, Samsung cũng qua photo quang, Toshiba cũng qua photo quang. Đấy, Pala cũng đi qua photo quang. Pala thì nó dùng photo check. To nó dùng photo check. Còn riêng cái thằng Elec này với thằng Aqua là nó đi trực tiếp thế này. Chốt cửa là 1, cấp nước là 2, xả nước là 3. Là nó dùng mạch đi trực tiếp thế này.